Cô chào các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Ở những tiết học trước, thầy cô đã mang đến cho các con những bài học rất bổ ích về chủ đề miền cổ tích. Chắc chắn các con rất thích và tiếp cận được nhiều tri thức từ những bài học đó. Để kết thúc bài 2 trong chương trình học, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các kiến thức thông qua bài ôn tập các con nhé. Mở đầu tiết ôn tập hôm nay, chúng ta cần có các bước cần đạt như sau. Ôn tập lại các đặc điểm của văn bản cổ tích, cốt truyện, nhân vật, các chi tiết kỳ ảo của các văn bản trong chủ đề đã học. Thứ hai, biết viết kể lại một truyện cổ tích đã học, đã đọc. Thứ ba, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, giao tiếp, hợp tác, v.v. Thứ tư, năng lực nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích. Và cuối cùng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lòng nhân ái, bao dung, lương thiện, thật thà. Đầu tiên, chúng ta sẽ bước vào hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động hình thành kiến thức. Ở hoạt động này, chúng ta có hai hoạt động nhỏ. Đầu tiên là ôn tập về nói, thứ hai là ôn tập về viết. Trước khi bước vào thực hiện các hoạt động trên, các con hãy xem các hình ảnh sau. Rồi, sau khi các con xem xong thì những hình ảnh này liên quan đến những câu chuyện nào? À, đó là câu chuyện sọ dừa, em bé thông minh, Nombu và Hembu. Vậy, qua ba câu chuyện trên, em thích nhất là câu chuyện nào? Tại sao em lại thích câu chuyện đó? Rồi, em hãy tóm tắt câu chuyện mà em đã chọn và nêu chủ đề của câu chuyện đó được không? À, để các con có thể làm được, bây giờ cô sẽ gợi ý nhé. Đầu tiên là cô sẽ tóm tắt truyện Em bé thông minh. Ngày xưa có một ông vua sai viên quan đi dò la khắp nơi để tìm người tài giỏi. Một hôm, trên đường đi, viên quan phát hiện ra tài năng của một em bé con nhà nông dân. Qua lời đối đáp nhanh nhạy, thông minh, và viên quan đã báo cho nhà vua. Vua hay tin và đã trực tiếp tạo ra những tình huống oái oăm để thử tài em. Lần thử thách cuối cùng, em đã đem trí thông minh của mình thắng điều kiện thách đố của sứ thần và giúp đất nước thoát khỏi cuộc chiến tranh. Sau đó, em được phong làm trạng nguyên và giúp nhà vua trong việc triều chính. Sau khi mình tóm tắt xong rồi, thì mình sẽ tìm chủ đề của câu chuyện này. Vậy thì câu chuyện Em bé thông minh có chủ đề như thế nào? À, truyện đề cao trí thông minh dân gian, phẩm chất trí tuệ của con người, cụ thể là người lao động nghèo. Đó là trí thông minh được đúc rút từ hiện thực cuộc sống và vô cùng phong phú. Đấy, như vậy chúng ta đã tóm tắt xong một câu chuyện rất là ngắn gọn và sau đó chúng ta đã nêu được chủ đề của câu chuyện đó. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần ôn tập nói. Như vậy, để kể lại một câu chuyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn bằng cách nói thì ta cần chú ý đến những điều gì? À, chúng ta cần có 3 bước. Bước thứ nhất là xác định đề tài và người nghe là ai, mục đích, không gian, thời gian nói như thế nào. Từ đó thì các con sẽ định hướng được nội dung bài nói và tăng hiệu quả trong giao tiếp. Bước thứ hai là tìm ý tưởng cho bài nói. Chúng ta có thể sử dụng thêm hình ảnh, tranh vẽ để bài nói sinh động hơn. Và bước cuối cùng là khi kể cần chú ý đến giọng điệu phù hợp với nhân vật, sự việc khác nhau. Chúng ta cần kết hợp cử chỉ này, nét mặt này, điệu bộ này để nội dung hấp dẫn hơn và tránh dùng ngôn ngữ viết các con nhé. Chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là phần ôn tập viết. Để kể lại một câu chuyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn bằng cách viết thì chúng ta cần chú ý đến những bước nào? À, chúng ta cần có những các bước sau các con nhé. Bước thứ nhất, cần đọc truyện cổ tích. Các con lưu ý các chi tiết nào gây ấn tượng sâu sắc nhất, có nhân vật đáng nhớ nhất, có cốt truyện thú vị nhất. Bước thứ hai là cần tìm ý, lập dàn ý. Các con cần đọc kỹ truyện đã chọn và tìm ý cho truyện như hoàn cảnh xảy ra câu chuyện này, nhân vật này, sự việc xảy ra, cảm nghĩ của con về truyện và từ đó có thể sắp xếp các ý đã tìm được theo một cái dàn ý. Và bước cuối cùng là khi viết bài, cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của bài. Các đặc điểm đó thuộc kiểu bài nào, đó là kiểu bài như thế nào,
Và tất nhiên là chúng ta sẽ kể lại một câu chuyện cổ tích như là cái phần hướng dẫn mà chúng ta đang làm. Các con thân mến, qua phần ôn tập trên, các con hãy cho cô biết, vậy truyện cổ tích có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? À, truyện cổ tích luôn hướng đến cái đẹp hoàn mỹ, ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành và thể hiện ước mơ, khát vọng về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân ta. Bên cạnh đó, truyện cổ tích còn giúp cho trẻ em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, lòng tự hào về dân tộc, phải không các con? Các con à, trước khi bước sang phần hoạt động, luyện tập và vận dụng, chúng ta ghi vào tập bài học ngắn gọn nội dung của bài học hôm nay nhé. Các con nhớ ghi đầy đủ và sau đó ôn bài cho cô. Sau khi ghi xong bài học, cô có một bài tập dành cho các con như sau. Viết một đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em sau khi học xong các văn bản cổ tích trong bài 2. Các con làm bài tập này vào vở bài tập và lưu ý cho cô là khi viết đoạn văn thì các con phải viết đủ bố cục, đó là câu mở đoạn, phần thân đoạn và phần kết đoạn. Cả ba phần này các con không được tách đoạn ra. Các con à, trên đây là toàn bộ bài ôn tập chủ đề miền cổ tích. Cô hy vọng sau tiết học này, các con sẽ nắm vững được hệ thống kiến thức truyện cổ tích ở bài 2. Hẹn gặp lại các con vào tiết học hôm sau nhé. Cô chào các con.